Xin chào cả nhà, thì ngày hôm nay thì mình sẽ mời cả nhà đi thăm một cái vườn chuẩn bị mà bước vào cái giai đoạn làm bông. Thì mình sẽ nhìn như thế nào để mình biết để chuẩn bị tới cái giai đoạn làm bông, thì để cho anh em có thêm những cái nhìn tổng quan hơn về cái thực tế ngoài đồng. Thì ngày hôm nay thì mình quay một cái vườn mà đang chuẩn bị cái giai đoạn làm bông. Thì hiện trạng trên vườn á, thì cái cây á, đang ở trong cái giai đoạn mà lá chuẩn bị triển lộ. Tuy nhiên á, cái giai đoạn này thì anh em cũng chưa phải là lúc để mà chúng ta sẽ tiến hành gãi lân và cả ly. Thì anh em, nếu như anh em trong cái trường hợp vườn của mình muốn chuẩn bị làm bông á, thì anh em khi mà thấy á, ở trên vườn cái tỷ lệ triển lộ thành công là nó không có còn cái đoạn non nhiều ở trên cái đoạn nữa, thì tầm khoảng là 90 đến 95%, thì anh em sẽ bắt đầu tiến hành gãi lân. Thì giống như đây thì cái lá nó còn non quá, thì anh em có thể đợi là tầm khoảng 7 đến 10 ngày nữa thì anh em sẽ bắt đầu tiến hành gãi lân. Và gãi lân xong thì anh em sẽ cho tiến hành là tưới nước để cho mà lân và kali nó sẽ tan và nó thấm vào trong đất. Thì cái liều lượng lân đó thì tầm khoảng 2 đến 3 bao lân súp bê tông Long Thành cộng với là khoảng 25 kg kali để trên một đơn vị là 1.000 m² và tầm khoảng là 400 đến 500 gốc cam. Thì cái vườn này là tầm khoảng chừng 10 ngày nữa thì mình sẽ bắt đầu cho tiến hành gãi lân nha. Anh em để ý ha. Thì cái lá nó vẫn còn non rất là nhiều. Chính vì thế mà chúng ta sẽ đợi thêm tầm khoảng là 7 đến 10 ngày nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành gãi lân để cho lá nó nhanh già, nhanh thành thục hơn. Và sau đó thì chúng ta sẽ tưới nước liên tục vài ba bữa, rồi sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành phun cái cữ tơ mầm đầu tiên. Cái lá nó còn rất là non, bởi anh em sẽ để ý kỹ chút xíu nha. Dạ, thì trên đây đó là một cái vườn chuẩn bị làm bông thì mình xin chia sẻ với anh em. Thì anh em lưu ý là trong cái giai đoạn làm bông này á, thì đang trong cái giai đoạn mà tháng nắng, chính vì thế mà anh em cần khi mà chúng ta phun những cái cữ tơ mầm thì anh em kết hợp luôn những cái sản phẩm mà thuốc quản lý nhện đỏ để nó hạn chế được cái tình trạng mà nó tấn công làm cho cái cây mà nó bị suy kiệt. Dạ, thì cuối lời kính chúc cho anh em sẽ có thêm một cái vụ mùa năm 2023 thành công, và hy vọng là giá cam nó sẽ được tăng trở lại tốt hơn để giúp cho cải thiện được cái kinh tế hiện tại của chúng ta hơn. Dạ, xin kính chào anh em.